晚上好，今天呢，我们呢图现图啊，打工作啊的四点呢，四点一天，四点一啊，一月。Tối hôm qua anh mình đã đọc qua được một phần là anh em mình đã đọc qua được hình như là khả năng là đây phần là giới thiệu. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu chuyện. Hôm nay mong là không bị làm việc quá sức như ngày hôm qua. Khiếp, mệt quá. Bạn có thể tự thiết kế cuộc sống của mình hay thật may mắn bạn có thể tự thiết kế cuộc sống của mình thật may mắn. Câu trả lời là có, bởi vì dưới đây là một vài điều mọi người thường lo ngại trước khi thực hiện cú nhảy gia nhập vào New Rick NR. Có phải bỏ việc, tôi có phải là cái nấu nướng không? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên đều là không, bởi vì luôn có con đường cho mỗi bước đi của bạn. Từ lúc bạn sử dụng trò chơi trí tuệ của JD để thoát khỏi văn phòng cho đến lúc bạn gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Thế nào là một doanh nhân, người điều hành một công ty thuộc danh sách Fortuner 500 bình? Có thể khám phá là vẻ đẹp tiềm tàng của Trung Quốc trong khi một tháng sử dụng công nghệ để quản lý công việc của mình. Làm thế nào bạn có thể tự tạo được công việc kinh doanh đem lại đến 80.000 đô la nếu như một tháng mà không cần phải quản lý? Tất cả đều có trong cuốn sách này. Bởi tôi có phải là một người 20 tuổi độc thân không? Hay đại loại như vậy mà không hề. Cuốn sách này dành cho những người đã chán với cuộc sống liên tục bị trì hoãn và luôn có một cái có một muốn có một cuộc sống tự do. Đối tượng trong các nghiên cứu thực tế bao gồm từ những chàng trai lái xe Lamborghini 21 tuổi đến bà mẹ độc thân đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong 5 tháng cùng hai đứa con của mình. Nếu bạn đã phát ốm với những danh sách những lựa chọn tiêu chuẩn cứng nhắc và sẵn sàng bước vào một thế giới với vô vàn sự lựa chọn thì cuốn sách này là dành cho bạn. Tôi có phải đi du lịch không? Tôi chỉ muốn có thêm thời gian mà thôi. Không, đó chỉ là một lựa chọn. Mục đích ở đây là tạo ra sự tự do về không gian, thời gian và sử dụng hai theo bất cứ cách nào bạn muốn bạn theo cách nào bạn muốn. Tôi có cần phải sinh ra trong một gia đình giàu có không? Bố mẹ tôi chưa bao giờ kiếm được quá 50.000 đô la một năm và tôi phải làm việc từ năm 14 tuổi. Tôi không còn là con cháu của nhà Rockefeller và bạn cũng vậy. Tôi có một không phần lớn là nhân vật hình mẫu trong cuốn sách này đều không học trường đại học Harvard. Một số học bỏ học giữa chừng, những trường học hàng đầu rất tuyệt, nhưng có những lợi thế khó nhận biết được nếu bạn không tốt nghiệp từ một trong những trường đó. Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng sẽ làm việc 80 giờ trên một tuần, thu nhập cao gần thu với thu nhập rất cao và 10 năm đến 30 năm phát kiệt sức
để làm việc 80 giờ một tuần với thu nhập cao, và mấy năm 3 năm sau cái công việc có coi là con đường tất yếu, làm sao tôi đã ở đó và chứng kiến sự hủy diệt. Cuốn sách này thì cho bạn sẽ cho bạn đảo ngược tất cả để bạn tránh được việc làm việc 15 đến 30 năm vắt kiệt tinh thần vì công việc và đã được coi là con đường tất yếu, nhưng thật ra nó không phải như vậy. Câu chuyện của tôi và lý do bạn cần đọc cuốn sách này, thì bất cứ khi nào bạn thấy mình đang thuộc về số đông thì đó là lúc bạn phải dừng lại và suy ngẫm. Cứ khi nào bạn cảm thấy mình thuộc về số đông, bất cứ ai sống với những giới hạn bó buộc đều thiếu trí tưởng tượng. Tất cả ai sống với những giới hạn và bó buộc đều thiếu trí tưởng tượng. Tay tôi lại đổ mồ hôi, cúi xuống nhìn sàn để tránh ánh đèn lóa mắt trên trần nhà. Tôi được cho là một trong những người giỏi nhất trên thế giới. Tất cả là người giỏi nhất trên thế giới. Tất cả chỉ là chưa được thể hiện ra. Bạn nhảy của tôi Alika nhấp nhổm mà đổi chân liên tục khi chúng tôi đứng xếp hàng cùng 9 đôi khác được lựa chọn. Đây là lựa chọn từ hơn 1.000 đối thủ từ 25 quốc gia. Quốc gia và 4 châu lục. Đây là ngày cuối cùng ở vòng bán kết cuộc thi nhảy tango thế giới, và chúng tôi là đôi cuối cùng biểu diễn trước chúng tôi là đôi cuối cùng biểu diễn trước đám đông của Vũ. Tất cả các đôi khác đều đã tập với nhau trong mình được 15 năm, và chúng tôi có tối đa 5 tháng luyện tập mỗi tháng sau liên tục, và cuối cùng đã đến giờ biểu diễn. Anh thế nào rồi? Alika, một vũ công chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, hỏi tôi bằng thứ tiếng Tây Ban Nha và Argentina đặc biệt này. Thật tuyệt vời, thật thú vị, hãy cùng thưởng thức âm nhạc Queen London Kid đi. Hãy quên đám đông kia đi. Điều này không hoàn toàn đúng, thậm chí còn không có đủ chỗ cho 50 khán giả và khách mời từ Uruguay, từ Ruray, dù đây là hội chợ lớn nhất ở Buenos Aires. Nên hội chợ lớn nhất ở Buenos Aires qua làn khói thuốc dày đặc, bạn hầu như không thể nhìn thấy đám đông đang nhấp nhô trên khán đài, và chỉ còn nhà trống không cho tất cả mọi nơi, trừ khi khu vực mở rộng 0,7 m và dài 1 m nằm chính giữa. Tôi sửa bộ com lê sọc nhỏ và nắm chặt chiếc khăn tay nhuộm màu xanh da trời của mình cho đến khi có thể nhìn thấy được tôi đang rất hồi hộp. Anh lo lắng à? Tôi không lo lắng, tôi thấy tự hào, tôi thấy rất hào hứng, tôi sẽ vui vẻ làm cho mọi người cùng vui vẻ. Số 15, số 152 đến lượt các bạn. Đối thủ của chúng tôi đã hoàn thành bài thi, và bây giờ đến lượt chúng tôi khi bắt đầu bước vào sàn gỗ cứng để biểu diễn. Tôi thầm thì nói đùa với Alicia rằng thư giãn nào, hãy thoải mái đi. Cô ấy cười. Và lúc ấy tôi nghĩ nếu mà mình không bỏ việc và rời khỏi nước Mỹ hơn 1 năm trước thì giờ mình đang làm gì nhỉ? Suy nghĩ đến đó biến mất nhanh nhanh như cách mà nó đến. Nó xuất hiện khi mọi người dẫn chương trình đến nơi tiến tới chỗ chiếc micro và đám đông đứng dậy để cổ vũ anh ta. Đôi số 152, Timothy Ferris và Annika Simonti đến từ thành phố Buenos Aires. Chúng tôi xuất hiện và cười rạng rỡ. Anh làm gì vậy? Trong những ngày này, câu hỏi trả lời khó nhất đối với tôi là anh vậy anh làm gì, nếu không bạn sẽ không thể cầm cuốn sách này trong tay. Anh làm gì? Dù mà thì tôi dù rất khó và phụ thuộc vào thời điểm mà bạn hỏi tôi câu này, dù tôi không muốn bạn hỏi,
tôi có thể đưa xe ở châu Âu, đang trên một con đảo riêng ở Panama nghỉ ngơi dưới tán cọ. Những hiệp đấu quyền Anh ở Thái Lan hay nhảy tango ở Buenos Aires. Điểm thú vị là tôi không phải là một nhà triệu phú kếch xù, và tôi không quan tâm đến này. Tôi chưa bao giờ thích trả lời câu hỏi kiểu này vì đó là một thế. Vì đó sẽ cho thấy là điều này, bởi vì tôi điều này vì đó là cho thấy là hiểu chính chúng ta thì mắc phải miêu tả công việc bản thân mình. Nếu bây giờ ai đó hỏi tôi câu này, tôi sẽ trả lời thật chân thành đối với cuộc sống bí ẩn của mình. Tôi là một kẻ buôn ma túy thông thường. Đến đây câu hỏi này đã kết thúc, tuy nhiên nó chỉ đúng 50%. Tất cả câu chuyện dù có thể quá dài, làm sao tôi có thể giải thích cho bạn rằng tôi đang làm việc hàng ngày, tôi làm kiếm tiền là hoàn toàn khác nhau, rằng tôi làm việc dưới 4 giờ một tuần và hàng tháng kiếm được nhiều tiền hơn so với thời gian làm việc cả năm trước ở trước đây. Giờ lần đầu tiên tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện có thật, câu chuyện liên quan đến một nhóm người thầm lặng có tên là New Rich. Một nhà triệu phú ở trước lều tuyết làm những việc mà một người trong căn phòng bình thường không làm. Làm thế nào để một nhân viên suốt đời cống hiến cho công ty lớn, nghỉ việc và đi du lịch quanh vòng quanh thế giới một tháng mà ông chủ anh ta thậm chí cũng không nhận thấy. Vâng, ở đây ngày càng trở nên cũ kỹ hơn. Nhóm mới giàu mới nổi là những người không chấp nhận cuộc sống tiếp tục bị trì hoãn và tạo ra cuộc sống xa xỉ ngay trong thời điểm hiện tại bằng là một tháng trì hoãn sẽ ra công việc trì hoãn. Làm thế nào để có nào để một một nhân viên cống hiến suốt đời cho một công ty lớn mà nghỉ nghỉ việc? Tôi đã dành 3 năm qua du lịch với những con người sống tôi đã dành ba hơn 3 năm qua để du lịch với những con người sống du lịch với con người sống những thế giới mà những con người sống trong thế giới mà bạn không diễn ra. Thay vì ghét bỏ thực tại, tôi sẽ chỉ cho bạn cách uốn nó theo ý muốn của bạn. Nghe thì khó nhưng thực tế lại rất là dễ dàng. Hành trình của tôi từ một nhân viên văn phòng làm việc cực kỳ vất vả với mức lương bèo bọt trở thành một nhân viên của là một một thành viên của NNA. Mới đầu nghe thì cực kỳ lạ hơn cả chuyện viễn tưởng, xong bây giờ tôi đã giải mã nó và bạn có thể dễ dàng làm theo. Có một công thức cho việc này: cuộc sống không nhất thiết phải quá vất vả, thực sự là như vậy. Phần lớn mọi người bao gồm cả bản thân tôi trước đây đều dành thời gian
cuộc sống không nhất thiết phải quá vất vả. Thực vậy, thực sự là vậy, là phần lớn mọi người bao gồm cả tôi trước đây đều dành quá nhiều thời gian để tự thuyết phục rằng mình rằng cuộc sống là rằng là rằng cuộc sống là khó khăn, rằng chúng ta phải chấp nhận việc làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đôi khi đổi lấy những ngày cuối tuần xả hơi hay kỳ nghỉ thật ngắn nếu không muốn bị sa thải. Sự thật, ít nhất là cuộc sống mà tôi đã sống và chia sẻ ở trong cuốn sách này hoàn toàn khác biệt từ việc tận dụng sự biến động tiền tệ để tạo ra nguồn thu, ra nguồn lực cho cuộc sống đến đến việc biến mất. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một tổ chức ngầm quy mô nhỏ sử dụng các thủ thuật kinh tế để làm những việc mà hầu hết mọi người đều không coi là không thể như thế nào. Nếu bạn lựa chọn cuốn sách này, rất có thể bạn không muốn ngồi làm việc tới lúc 62 tuổi. Dù ước mơ của bạn là gì, hãy thoát ra khỏi cuộc đua tranh khốc liệt, du lịch tận hưởng cuộc sống, đi du ngoạn hà dài ngày, thiết lập kỷ lục thế giới hay chỉ đơn giản là thay đổi công việc. Cuốn sách này sẽ cung cấp những công cụ cần thiết để biến ước mơ đó hiện thực ngay lúc này, ngay tại đây, thay vì đợi đến khi nghỉ hưu. Thì luôn có cách nhận được phần thưởng cho sự nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống thay vì phải đợi đến lúc cuối đời. Thực hành điều đó như thế nào? Tất cả bắt đầu từ với một suy nghĩ đơn giản nào hết mọi người đều bỏ qua, và ngay cả tôi cũng bỏ qua nó trong 20 năm qua. Thì mọi người không muốn trở thành triệu phú, họ muốn tận hưởng những gì họ tin rằng có hàng triệu đô la mới mua được. Luôn có một cách nhận được phần thưởng cho sự nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống thay vì phải đợi đến lúc cuối đời. Thực hành điều đó như thế nào? Tất cả bắt đầu từ việc suy nghĩ đơn giản mà hết mọi người bỏ qua, và ngay cả tôi cũng đã bỏ qua nó trong 25 năm qua. Mọi người không muốn trở thành triệu phú, họ muốn tận hưởng những gì họ tin rằng có hàng triệu đô la mới mua được. Thông thường đó là những ngôi nhà lớn, nhà gỗ kim ở khu trượt tuyết, những người quản gia và những chuyến du lịch ở nước ngoài, nằm trên võng, xoa bụng với loại mỡ thực vật cao cấp, mỡ thực vật làm từ cacao, trong khi võng bia với loại mỡ thực vật làm từ cacao, và trong khi nghe sóng biển vỗ nhịp nhàng trên hiên ngôi gỗ lá. Nghe thật thú vị, 1 triệu đô la trong ngân hàng không phải điều tuyệt vời. Điều tuyệt vời là khi cuộc sống hoàn toàn tự do. Khi đó câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có được lối sống hoàn toàn tự do của 1 triệu phú mà không cần phải có 1 triệu đô la. Cuốn này trong năm qua tôi đã trả lời câu hỏi này cho bản thân mình, và cuốn sách này tôi sẽ trả lời cho bạn. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy chính xác tôi đã làm thế nào để tách biệt thu nhập với thời gian và tạo ra lối sống lý tưởng cho mình, đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng những thứ đẹp nhất trên hành tinh này. Làm thế nào để tôi làm việc từ chỗ làm việc 14 giờ trên ngày, kiếm được 40.000 đô la một năm, thành làm việc 4 giờ trên một tuần và kiếm được 40.000 đô la trên một tháng. Cũng có ích nếu như nếu Nick nếu mà biết mọi việc bắt đầu thế nào. Và thật kỳ lạ, nó diễn ra trong lớp học dành cho những người sắp ra trở thành giám đốc ngân hàng đầu tư của tôi năm 2002. Ed Zschäpel là giảng viên cao cấp và cũng là giáo viên môn kinh doanh công nghệ của Đại học Cao đẳng Kinh doanh Công nghệ cao của tôi ở trường Đại học Princeton, đã mời tôi trở lại trường để nói chuyện với học lớp học về công việc kinh doanh của tôi. Đã có nhiều triệu phú đến đến nói chuyện với lớp học này, nhưng tôi đã xây dựng một hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, trong những ngày tháng tiếp theo, tôi nhận thấy dường như các em đều thảo luận về việc làm thế nào để xây dựng được công ty lớn, thành công, bán được nhiều hàng và có được một cuộc sống tốt, thế là đủ. Câu hỏi mà không ai thực sự hỏi hay trả lời đó là tại sao lại phải làm thế, làm việc đó đầu tiên. Dành cho những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để hy vọng được hạnh phúc vào cuối đời thì có ích gì? Cuối cùng, tôi đưa ra bài giảng có tên Buôn ma túy vì niềm vui và lợi nhuận. Phần mở đầu rất đơn giản, kiểm tra những giả định cơ bản nhất về sự cân bằng công việc cuộc sống.
quyết định của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu nghỉ hưu không phải là một lựa chọn. Nếu bạn được nghỉ hưu ngắn hạn thì bạn sẽ làm gì để tận hưởng cuộc sống? Nếu bạn nghỉ hưu ngắn hạn thì bạn sẽ làm gì để tận hưởng cuộc sống bị trì hoãn của mình trước khi làm việc, trước khi phải làm việc 40 năm như để được như bây giờ? Có thực sự cần thiết phải làm việc như một nô lệ để sống như một triệu phú? Tôi không rõ, nhưng câu hỏi này sẽ đưa tôi đến đâu? Một kết luận kỳ lạ, những quy tắc phổ biến của thế giới thực là một tập hợp những ảo tưởng đã được xã hội củng cố. Cuốn sách này sẽ dạy cho bạn cách nhận ra và theo đuổi những lựa chọn mà người khác không thể nhận thấy. Điều gì khiến cho cuốn sách này trở nên đặc biệt? Trước hết, tôi sẽ một kết luận kỳ lạ. Những quy tắc phổ biến của thế giới thực là một tập hợp những ảo tưởng đã được xã hội củng cố. Cuốn sách này sẽ dạy chúng ta nhận ra, theo đuổi những lựa chọn mà người khác không nhận thấy. Điều gì khiến cuốn sách này trở nên khác biệt? Thì trước hết tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian để cho vấn đề này. Tôi sẽ giả định rằng bạn đang thiếu thời gian, lo lắng hay sợ hãi, hay trường hợp tồi tệ nhất là sống tốt và thoải mái với một công việc không giúp bạn khai thác hết được tiềm năng của bản thân. Trường hợp thứ hai là trường hợp phổ biến nhất là và gây ra tác hại lớn nhất. Sống tốt và thoải mái với một công việc không giúp bạn khai thác hết được tiềm năng của bản thân. Sống tốt và thoải mái với thứ hai, cuốn sách này nó không bàn đến chuyện tiết kiệm và không khuyến khích bạn từ bỏ ni lượng vàng đỏ hàng mỗi ngày để có được 1 triệu đô la trong 50 năm tới. Tôi muốn bạn uống ni rượu đó. Tôi sẽ không yêu cầu bạn lựa chọn giữa sự tận hưởng của ngày hôm nay và tiền bạc của ngày mai. Tôi tin rằng bây giờ bạn có thể có được cả hai mục tiêu là niềm vui và lợi nhuận. Thứ ba, cuốn sách này không nói về việc tìm kiếm công việc mơ ước. Tôi giả định rằng với hầu hết hay 6 7 tỷ người trên trái đất, công việc tốt nhất là công việc ít tốn thời gian nhất. Phần lớn mọi người không thể thứ ba cuốn sách này không việc mơ ước. Tôi sẽ định rằng hầu hết mọi 6 7 tỷ người trên thế giới này đều là việc tốn ít thời gian. Phần lớn mọi người không thể kiếm được công việc khiến mình hài lòng. Vì vậy nó không phải mục đích ở đây. Mục đích của chúng ta là giải phóng thời gian và tăng thu nhập. Tôi mở đầu mỗi lớp học bằng cách giải thích về tầm quan trọng của việc trở thành nhà đàm phán. Tuyên ngôn của nhà đàm phán rất đơn giản, thực tế có thể giả chết được. Ngoài khoa học và luật pháp, tất cả mọi luật lệ đều có thể sửa chữa hay phá dỡ mà không nhất thiết phải trở thành kẻ vua vô tổ chức, vô kỷ luật. Ngoài khoa học và luật pháp, tất cả mọi mọi luật đều có thể sửa chữa hay phá vỡ mà không nhất thiết phải trở thành kẻ vô tổ chức, vô kỷ luật. Từ deal, trong cụm từ deal making, making thỏa thuận cũng chính là từ viết tắt của viết tắt chỉ quá trình trở thành thành viên của NA. Dù bạn là nhân viên hay ông chủ, bạn đều có thể sử dụng các bước và chiến thuật này để đạt được những kết quả đáng kinh ngạc. Bạn có thể làm việc có thể làm tất cả mọi việc đã làm với một của một ông chủ không. Bạn có thể sử dụng nguyên lý tương tự để tăng gấp đôi thu nhập, cắt giảm một nửa số giờ làm việc hay ít nhất gấp đôi thời gian nghỉ bình thường. Chắc chắn là có. Thứ nhất là các bước sử dụng để bạn làm mới bản thân. D có nghĩa là definition, định nghĩa đảo ngược hoàn toàn những quan niệm phổ biến và đưa ra những luật lệ và mục đích cho trò chơi mới. Những quan niệm phổ biến và đưa ra những luật lệ và mục đích cho trò chơi mới, nó thay thế những giả định khiến khiến một người tự đánh bại bản thân mình và giải thích những quan niệm như sự giàu có tương đối và sự căng thẳng tích cực. NA là ai và họ hoạt động như thế nào? Phần này giải thích tổng quát công thức thiết kế của lối sống, những điều cơ bản nhất trước khi thêm 3 phần còn lại. E có nghĩa là elimination, sự loại trừ, loại bỏ hoàn toàn những quan niệm lỗi thời về quản lý thời gian. Nó phản ánh chính xác cách tôi sử dụng lời nói của một nhà kinh tế học người Ý để nói về việc chuyển từ
ngày làm việc 12 giờ thành ngày làm việc 2 giờ trong vòng 48 giờ, tăng 10 lần hoặc hơn thế kết quả làm việc ở 1 giờ với những kỹ thuật NA khác, phát triển chế độ hạn chế thông tin và bỏ qua những thứ không quan trọng. Phần này đem lại yếu tố đầu tiên để thiết ra thiết kế lối sống thịnh vượng và thời gian. Trong vòng 48 giờ tăng 10 lần hoặc hơn thế thế kết quả làm việc trong 1 giờ với những kỹ thuật NA khác, phát triển chế độ hạn chế thông tin và bỏ qua những thứ không quan trọng. Phần này đem lại yếu tố đầu tiên để thiết kế lối sống thịnh vượng và thời gian. A có nghĩa là automation, sự tự động, đặt dòng tiền vào máy tự động bằng cách kinh doanh địa lý, nguồn lực bên ngoài và các quy tắc không cần ra quyết định. Sự tự động đặt dòng tiền vào máy tự động bằng cách kinh doanh địa lý, tìm nguồn lực từ bên ngoài và quy tắc không cần ra quyết định. Từ những thói quen bình thường để đến thói quen của những NA cực kỳ thành công, tất cả đều ở đây. Phần này đem lại yếu tố thứ hai để thiết kế lối sống thịnh vượng, đó là thu nhập. L có nghĩa là liberation, sự tự do, là bản tuyên ngôn cho những người có xu hướng tự do, là mà xuất hiện khái niệm mà nghỉ hưu ngắn sẽ làm xuất hiện nghỉ hưu ngắn cũng như những phương thức kiểm soát từ xa hoàn hảo thoát khỏi sự là nguyên là tuyên ngôn cho những người có xu hướng thích tự do làm việc ở hiện làm xuất hiện khái niệm nghỉ hưu ngắn hạn cũng như những phương thức kiểm soát từ xa hoàn toàn và thoát khỏi ông chủ. Sự tự do không có nghĩa là những chuyến đi du lịch rẻ tiền mà là phá vỡ hoàn toàn những yếu tố bó buộc bạn với một nơi duy nhất. Phần này đem lại yếu tố thứ ba và cũng là yếu tố để thiết kế cuối cùng đấy, cái sự định viện là sự linh động. Tôi cần lưu ý rằng phần lớn các ông chủ sẽ không hài lòng nếu bạn làm việc ở văn phòng 1 giờ mỗi ngày, vì mà vì vậy các nhân viên nên đọc các bước để này theo liệu trình tự điêu nhưng thực hiện chúng theo liệu trình deadline. Nếu bạn muốn tiếp tục công việc hiện tại, bạn phải tạo ra quyền tự do được lựa chọn địa điểm trước khi cắt giảm toán với thời gian làm việc. Thậm chí nếu bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một doanh nhân theo nghĩa hiện đại, thì quá trình deal cũng sẽ khiến bạn trở thành một doanh nhân theo nghĩa thuần túy, được nhà kinh tế học Pháp, người Pháp GB đưa say xưa say đưa ra lần đầu tiên vào năm 1800. Doanh nhân là người dịch chuyển các nguồn lợi kinh tế từ nơi có lợi nhuận thấp sang nơi có lợi nhuận cao hơn. Cuối cùng, hầu hết những điều tôi đưa ra thường dường như không khả thi, thậm chí là đối nghịch đối với những quan niệm cơ bản không thông thường. Tôi cũng chỉ hy vọng như vậy. Hãy phân tích để kiểm chứng các quan niệm một cách rèn luyện là lối suy nghĩ sáng tạo. Nếu thử, bạn sẽ thấy cuộc sống đi sai sẽ đến đâu và bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại. Hãy thở thật sâu và để tôi chỉ cho bạn thấy thế giới của tôi, và nhớ rằng hãy thư giãn, hãy vui vẻ, làm cho mọi người cùng vui vẻ. Người tài giỏi nhất là người mắc tất cả những sai lầm mặc mà cả những sai lầm dù là trong một lĩnh vực hẹp. Nhà vật lý người Đan Mạch đã từng đoạt giải Nobel, bình thường là anh ta là một kẻ điên khùng, xong đôi lúc anh ta cũng tỉnh táo khi anh ta đơn thuần là một kẻ ngu ngốc. Cuốn sách này dạy bạn chính xác những nguyên lý mà tôi đã sử dụng để trở thành vận động viên đấm bốc tự do đã chiến thắng 4 giải vô địch thế giới. Wow. Mỹ đầu tiên trong lịch sử được ghi vào kỷ lục Guinness về tango.
được mời làm giảng viên bộ môn kinh doanh trường đại học Princeton. Nhà ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, những nghiên cứu chỉ số GMAT. Năm 1999 năm theo là những cái này. Điều này thì kém hấp dẫn một chút. Năm 1977 tôi được sinh ra sinh sớm 6 tuần và chỉ có 10% cơ hội sống sót. Tuy nhiên tôi đã tồn tại. Tuy nhiên thì tôi cũng đã tồn tại. Và béo đến mức không thể gập bụng lại. Suýt là trượt lớp mẫu giáo, công việc đầu tiên tôi dọn một cái ghế hiệu. Năm 1993, tôi tình nguyện trong chương trình trao đổi văn hóa một năm ở Nhật Bản. Ở đây, mọi người làm việc đến tận lúc chết, một hiện tượng gọi là karushi. Mọi người họ muốn là tín đồ của đạo Shino, Shinto khi sinh ra, đạo Cơ Đốc khi kết hôn và đạo Phật khi qua đời. Tôi kết luận rằng hầu hết mọi người lúng túng về cuộc sống. Một buổi tối, tôi định nhờ chủ nhà sáng hôm sau đánh thức tôi dạy Okosu, nhưng tôi lại nói thành hãy cưỡng bức tôi một cách thô bạo và bà ta vô cùng bối rối. Thời điểm để làm triệu phú, tôi xuất bản một cuốn sách kiêm có tiếng là How I Beat the Evil Network. Tôi đã đánh bại một trường danh tiếng như thế nào? Tôi chỉ là đánh bại một trường danh tiếng là như thế nào. Tôi dành toàn bộ tiền kiếm được vào được trong 3 mùa hè để thâu 500 đĩa và cuối cùng tôi chẳng bán được chiếc nào mà tôi ném chúng đi vào năm 2006. 9 năm sau khi bị từ chối, tôi tự tin thái quá mà không có cơ sở, kể ra cũng có niềm vui của nó. Năm 1998, sau khi có 4 người ném tạ tham gia, tôi đã bỏ công việc đem lại thu nhập cao nhất trong ký túc xá và thực hiện một buổi tối một hội thảo và đọc nhanh. Tôi trang đầy ký túc xá với hàng trăm đèn quảng cáo neon, ánh sáng xanh có cái cây hãy tăng tốc độ đọc của bạn lên 3 lần sau 3 giờ. Năm mùa thu năm 1988 một cuộc tranh cãi này nữa về bài bài luận văn và nỗi lo sợ sâu sắc để trở thành một giám đốc ngân hàng đầu tư đã khiến tôi bỏ học và thông báo với cán bộ phòng đào tạo rằng tôi sẽ nghỉ học cho đến khi nào có tin tức tiếp theo. Cha tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại. Tôi tin rằng cuộc đời sẽ kết thúc. Mẹ tôi thì nghĩ đấy không phải là vấn đề lớn mà nhất thiết phải trở thành một ngôi sao. Một xuân năm 1999 năm 1998 trong vòng 3 tháng tôi chấp nhận việc bỏ thiết kế chương trình ở Belit, nhà sản xuất các tài liệu tiếng Đức nước ngoài lớn nhất thế giới và việc phân tích ở một vùng trung tâm nghiên cứu tị nạn chính trị bao gồm 3 người. Hết tự nhiên, sau đó tôi bay sang Đài Loan và thiết lập chuỗi phòng tập thể dục từ hai bàn tay trắng. Từ đó tôi đóng cửa hội, tôi bị đóng cửa giống như là con Tam Hoàng còn gọi là mafia Trung Quốc. Tôi thất bại, quay lại Mỹ học quyền Anh và giành vô địch quốc gia 4 tuần sau đó với phong cách xấu nhất và khác thường nhất từ trước đến nay. Mùa thu năm 2000, tôi quay lại Princeton với sự tự tin vì bài khóa luận đã hoàn thành. Cuộc sống của tôi chưa kết thúc và dường như một năm trì hoãn việc học lại có lợi cho tôi. 80 tuổi, 20 tuổi tôi có những khả năng như David Corden. Tôi bán một công ty với giá 450 triệu đô la. Tôi quyết định chuyển tới vùng đất đầy nắng California để thực hiện việc kế hoạch làm tỷ phú. Mặc dù đây là thị trường lao động nóng nhất thế giới, nóng nhất trong lịch sử thế giới vẫn bị thất nghiệp. 3 tháng sau tôi vẫn bị thất nghiệp 3 tháng sau khi tốt nghiệp. Lúc đó tôi quyết định tung ra con át chủ bài của mình, viết liên tục 32 email cho một vị tổng giám đốc điều hành của mà hành mới khởi nghiệp. Cuối cùng anh ta cũng đầu hàng và tiếp nhận tôi. Mùa xuân năm 2001, từ một công ty vô danh tiểu tốt với 15 nhân viên,
Chusan Network đã trở thành công ty lưu trữ dữ liệu tư nhân số 1. Việc này xác định như thế nào? 150 viên họ đang làm gì ở đây? Một giám đốc bán hàng mới vừa mới được bổ nhiệm ra lệnh cho tôi gọi điện thoại liên lạc với khách hàng bắt đầu từ vần A trong danh bạ bằng cách khéo nói nhất có thể. Tôi hỏi anh ta tại sao chúng ta lại làm việc chậm chạp như vậy. Anh ta nói bởi vì tôi ra lệnh như vậy, có vẻ đó không phải là một khởi đầu tốt đẹp đối với tôi. Mùa thu năm 2001. Sau một năm làm việc 12 tiếng trên ngày, tôi nhận ra rằng tôi được trả lương thấp thứ nhì công ty, chỉ trên một nhân viên lễ tân. Tôi chọn giải pháp cuối cùng là lướt internet cả ngày. Một buổi chiều sau khi đã hết visa khiêu khích để gửi cho các bạn bạn bè, tôi bắt đầu tìm cách gây dựng một công ty cung cấp đồ ăn kiêng. Hóa ra là bạn có thể mua mọi nguồn lực từ vật liệu sản xuất đến đến thiết kế quảng cáo từ bên ngoài. 2 tuần sau, với khoản nợ 5.000 đô la trong thẻ tín dụng, tôi đã cho ra lò mẻ sản phẩm đầu tiên là một trang web sống động. Tôi bị sa thải đúng 1 tuần sau đó. Đó chính là điều tốt đẹp, chính là điều tốt. 2002 đến 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn Brain Quicken làm ăn ngày càng phát đạt, và hiện giờ tôi kiếm được 40.000 đô la một tháng. Thay vì 40.000 đô la một năm, vấn đề duy nhất của tôi là tôi ghét cuộc sống làm việc hơn 12 giờ một ngày mà 7 ngày một tuần. Có vẻ tôi tự ý đặt cho mình tình thế khó khăn. Tôi đang nghỉ một tuần là Noren ý với gia đình và dành 10 giờ nghỉ xả hơi ở một quán cà phê internet. Tôi bắt đầu dạy dạy sinh viên trường tôi bắt đầu dạy sinh viên trường Princeton cách xây dựng những công ty thành công, ý nghĩa là mang lại lợi nhuận. Mùa thu năm 2004, điều không thể xảy ra đã xảy ra. Một công ty sản xuất chương trình quảng cáo vào một tập đoàn người Do Thái đến gặp tôi và bày tỏ ý muốn mua lại đứa con tinh thần của tôi là sản phẩm Brain Quicken. Tôi đơn giản hóa, loại trừ và lau dọn nhà cửa để khiến mình trở nên có ích. Thật kỳ diệu, BQ không bị chia tách và cả hai hợp đồng đều được thực hiện. Tôi như quay trở lại ngày Grundahuk. Không lâu sau đó, cả hai công ty đều bắt chước sản phẩm của tôi và mất hàng triệu đô la. Tháng 6 năm 2004, tôi quyết định rằng dù công ty của tôi đã có tự sụp đổ, tôi cũng phải chạy trốn trước khi trở thành Hogwarts. Tôi thay đổi tất cả mọi thứ và việc với chiếc ba lô trong tay, tôi tới sân bay JFK ở New York mua một chiếc vé một chiều tới châu Âu. Tôi hạ cánh ở London và dự định sẽ tiếp tục bay sang Tây Ban Nha trong 4 tuần nạp năng lượng trước khi trở về với công việc vất vả hàng ngày. Tôi nhanh chóng bắt đầu kỳ nghỉ của mình bằng sự kiện là hỏng xe nghiêm trọng vào ngay buổi sáng đầu tiên. 7 năm 2004, 4 tuần kéo dài thành 8 tuần và tôi quyết định ở nước ngoài vô thời hạn để làm bài kiểm tra cuối cùng về tự động hóa. Chỉ gửi email trong 1 tiếng vào sáng thứ hai, ngay khi tôi giúp bản thân thoát khỏi khó khăn, lợi nhuận đã tăng. Tháng 9 năm 2006, tôi quay trở lại Mỹ với một tâm trạng bình thản kỳ lạ khi đã phá vỡ một giả định về mình. Làm gì mà không có thể, làm gì có thể và không thể làm được. Buôn ma túy vì niềm vui và lợi nhuận đã trở thành một cách thiết kế lối sống lý tưởng. Thông điệp mới nhất rất đơn giản: tôi đã thấy được vùng đất hứa và tin tốt lành, và bạn cũng vậy. Bước thứ nhất, definition, định nghĩa. Thực tế chỉ là ảo tưởng, mặc dù đó là một ảo tưởng kéo dài và không bao giờ kết thúc. Albert Einstein khuyến cáo và so sánh một nhỏ với làm thế nào để đốt cháy 1 triệu đô la trong một đêm.
có những người giàu có và họ tưởng rằng họ đang có một cơn sốt và có thể điều khiển được nó, trong khi trình thực tế cơn sốt đang điều khiển họ. Seneca. Seneca, wow. Có những người giàu có họ tưởng rằng họ đang có một cơn sốt và họ tưởng rằng và có thể điều khiển được nó, khi trong khi thực tế chính cơn sốt đang điều khiển họ. Tôi cũng biết những người dường như trưởng cũng dường cũng biết nhiều người dường như tưởng mình là giàu có, nhưng họ lại là những người bần cùng khốn khổ nhất. Họ tích trữ những thứ rác rưởi nhưng không biết cách sử dụng chúng hay vứt bỏ chúng. Cách ta và họ tạo ra cho mình những chiếc vòng giả vàng hay bạc. Một giờ sáng, giờ trung tâm, tại độ cao 9.114 m ở trên Las Vegas, những người bạn của anh ta đi ngủ ngay sau khi túy lý bây giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi trong khoang hạng nhất. Anh ta đưa tay tự giới thiệu và chiếc nhẫn kim cương Lonely Tuner khổng lồ xuất hiện. Anh ta ngay khi lướt qua dưới ánh đèn đọc sách của tôi. Matt là một chùm tư bản đích thực. Anh ta từng điều hành toàn bộ hệ thống cửa hàng tiện lợi và sòng bạc ở Nam California. Anh ta mỉm cười và thú nhận rằng hệ thống cửa hàng tiện lợi nên rằng bình thường trong mỗi chuyến đi thành phố Sin, anh ta và vài người bạn đến chơi cuối tuần có thể tiêu tốn hết 500.000 đến 1 triệu đô la mỗi người. Thật thú vị. Anh ta lắng nghe khi tôi chuyển câu chuyện sang đề tài những chuyến du lịch, nhưng anh ta thấy thích thú hơn là bởi vì với những cái kỷ lục tiêu tiền đang kết, nhưng tôi lại thấy thích thú hơn. Anh ta lắng nghe khi tôi chuyển câu chuyện sang đề tài những chuyến du lịch, kỷ lục tiêu tiền đã kinh ngạc của anh ta. Vậy anh thích công việc làm nhất trong toàn bộ công việc của mình? Anh ta chưa cần đến một giây suy nghĩ là trả lời chẳng là việc nào cả. Anh ta giải thích rằng anh ta làm việc hơn 30 năm với những người anh ta không thích để mua những thứ mà anh ta không cần. Cuộc sống là một loạt những cô bồ trẻ, những xe hơi đắt đất đắt tiền và quyền được khoe khoang khoác lác. Mắc có thể đang sống dở chết dở, nhưng tôi thực sự không muốn kết thúc cuộc đời mình như vậy. Có ta vậy, điều gì làm nên sự khác biệt? Điều gì khiến những con người NA có nhiều lựa chọn khác biệt với những người đi đi phét red fur luôn trì hoãn, luôn muốn để dành mọi thứ rồi cuối cùng nhận ra cuộc sống đã đi qua họ? Mọi thứ khác biệt ngay từ thời điểm đầu tiên. Có thể phân biệt NA với đám đông dựa vào mục đích của họ bởi mục đích phản ánh triết lý sống, những ưu tiên rõ ràng. Mọi thứ khác biệt ở ngay điểm đầu tiên, có thể phân biệt NA với đám đông dựa vào mục đích của họ bởi mục đích phản ánh triết lý sống và những ưu tiên rõ ràng. Hãy chú ý rằng hay dù gì cách diễn đạt ngôn từ có thể thay đổi hoàn toàn những hoạt động, những hành động và mục tiêu cần thiết nếu nhìn qua sẽ giống nhau. Điều này không chỉ giới hạn với các ông chủ mà cũng đúng với các nhân viên. Hãy chú ý cách diễn đạt ngôn từ có thể thay đổi hoàn toàn những hành động và mục tiêu cần thiết mà nếu nhìn qua thì bạn có thể thấy rất giống nhau. Điều này không chỉ giới hạn bạn, giới hạn với ông chủ. Đây làm việc cho chính bản thân. NA làm thuê cho thuê người khác làm việc cho bạn. Đi làm việc khi bạn muốn. Ngưng trì hoãn. Làm việc khi bạn muốn, không làm việc vì lợi ích công việc mà làm việc ở mức tối thiểu cần thiết để đạt hiệu quả công việc tối đa. Nghỉ hưu sớm hoặc hè về hưu lon. NA có dọn phục hồi và những vụ kinh doanh đầu cơ định kỳ, nghỉ hưu ngắn hạn, và bạn nhận thức được rằng mục tiêu cuộc sống không phải là được nghỉ ngơi hoàn toàn mà chỉ là làm những thứ bạn thích, mua được tất cả những thứ bạn muốn có.
Làm tất cả những việc bạn muốn làm và trở thành người bạn muốn. Mục tiêu của bạn là bạn cần đến công ty, của bạn cần đến công ty hay hay máy móc nào đó để sử dụng chúng, nhưng chúng là phương tiện hoặc phần thưởng chứ không phải đóng vai trò cốt yếu trong việc đạt được mục tiêu. Tất cả những thứ bạn muốn có. D làm là ông chủ thay vì làm nhân viên, là người chịu trách nhiệm. D thì là ông chủ thay vì là nhân viên. Làm ông chủ thay vì làm nhân viên và là người luôn chịu trách nhiệm. NA không phải là ông chủ cũng không phải là nhân viên, mà là chủ nhân. Chủ nhân là những con tàu và đảm bảo có người điều khiển chúng chạy đúng giờ. NA thì cũng không phải ông chủ cũng không phải là nhân viên. D kiếm hàng tấn tiền. NA kiếm hàng tấn tiền với lý do cụ thể và những giấc mơ rõ ràng để theo đuổi, bao gồm lịch trình và các bước đi. Bạn đang làm việc cho ai và để làm gì? D có được nhiều hơn số lượng công việc, số tiền nhận được, có chất lượng cuộc sống tốt hơn và ít lo lắng hơn, đảm bảo nguồn dự tài chính khổng lồ, nhưng nhận thức được rằng phần lớn các nhu cầu vật chất chỉ là lợi biện hộ cho việc dành quá nhiều thời gian vào việc những không có chất lượng tốt hơn và ít lo lắng hơn, đảm bảo nguồn dự trữ tài chính khổng lồ, nhưng nhận thức được rằng phần lớn các nhu cầu vật chất khi chỉ là lời biện hộ cho việc dành quá nhiều thời gian vào việc những việc không thực sự quan trọng. Bao gồm cả việc mua hàng và chuẩn bị mua hàng. Bạn dành 2 tuần làm việc 2 tuần để đàm phán với các đối tác về chiếc Infinity. Infinity. Và được giảm 1.000 đô la, điều đó thì tuyệt. Cuộc sống của bạn có mục đích gì không? Bạn có làm được điều gì có ích cho thế giới này không? Hay chỉ đảo lộn hay hay chỉ đảo lộn đống giấy tờ, ngồi gõ bàn phím và về nhà trong tình trạng say xỉn vào cuối tuần? Đây kiếm một thu nhập nhờ IPO. Mua lại nghỉ hưu hay các quyền lợi khác. NA nghĩ những điều to lớn nhưng đảm bảo ngày nào cũng có lương. Thứ nhất là vòng quay tiền mặt, thứ hai là lương cao, hay thứ hai mới là lương cao. D được tự do không phải là không phải làm những việc các bạn không thích. Được tự do không phải làm những việc bạn không thích nhưng cũng tự do và quyết tâm theo đuổi ước mơ của bạn. Không làm việc vì chính lợi ích của công việc. Work for works. Sau nhiều năm lập đi lập lại một công việc, bạn sẽ rất khó khăn để tìm những niềm đam mê hay xác định lại ước mơ của mình và làm sống lại những sở thích bạn đã quên hay hay từ bỏ. Mục đích không chỉ đơn giản là loại bỏ những điều tồi tệ, vì điều đó không mang lại gì ngoài cảm giác rỗng tuếch. Mục đích là còn còn là theo đuổi thay điều và trải nghiệm những điều tốt nhất trên thế giới. Xuống khỏi con tàu đã lên nhầm. Nguyên lý đầu tiên mà bạn không được đánh lừa bản thân mình, bởi chính bạn là kẻ dễ bị đánh lừa nhất. Tích chắt là đi payment. Đủ có nghĩa là đủ, không nên tham lam và đòi hỏi thêm nữa. Khát tiền một cách mù quáng sẽ không bao giờ đem lại thành công. Tôi đã từng thuê một máy bay riêng qua đỉnh núi Andes, thưởng thức một loại rượu ngon nhất trên thế giới giữa những ngọn tuyết, sống như một ông vua, nằm thư giãn bên bờ hồ rộng lớn của vũ công biệt thự. Và bí mật trọng của tôi ở đây là tất cả đều rẻ hơn tiền thuê nhà ở Mỹ. Nếu bạn được tự do về thời gian và không gian thì số tiền của bạn sẽ tự động có giá trị gấp 3 đến 4 lần. Điều này không có gì liên quan đến tỷ giá tiền tệ. Giàu có và có khả năng sống như một triệu phú về cơ bản là hai việc rất khác nhau. Giá trị thực tế của tiền được nhân lên phụ thuộc
vào chữ W bạn có thể kiểm soát được trong đời. Vào số chữ W bạn có thể, bạn làm vì cái gì? What, bạn làm khi nào? When, bạn làm ở đâu? Where, bạn làm với ai? With whom? Tôi gọi nó là số nhân tự do. Nếu lấy đây là tiêu chuẩn cho một ông giám đốc ngân hàng, nên đây là một tiêu chuẩn cho một ngân hàng đầu tư làm việc 80 giờ một tuần và kiếm được 500.000 đô la trên một năm, ít quyền lực hơn một nhân viên NA làm à. Nếu đây làm tiêu chuẩn thì một ông giám đốc ngân hàng đầu tư làm việc 80 giờ trên một tuần và kiếm được 500.000 đô la một năm sẽ ít quyền lực hơn một nhân viên NA làm việc 1,4 giờ và kiếm được 40.000 đô la một năm, nhưng hoàn toàn tự quyết định cuộc sống khi nào, ở đâu và như thế nào. 500.000 đô la của ông giám đốc ngân hàng có thể sẽ ít giá trị hơn 4.000 đô la, và 4.000 đô la của anh nhân viên có thể giá trị hơn 500.000 đô la nếu chúng ta so sánh những con số và xem xét phong cách sống cũng như cách tiêu tiền của họ. Hoàn toàn có thể có tiền ít mà vẫn có một cuộc sống tự do. Sự lựa chọn, khả năng được chọn lọc là quyền lực thực sự. Cuốn sách này sẽ cho thấy sự khác biệt, sẽ cho thấy những cách phát hiện và tạo ra những và làm những sự lựa chọn với công thức và công sức và chi phí thấp nhất. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều và chỉ phải làm một nửa công việc bạn đang làm hiện giờ. Thật lạ lùng phải không? Nhưng sự thật nó là như vậy. Vậy NA là gì? Nhân viên biết sắp xếp lại kế hoạch và đàm phán về thỏa thuận làm việc của anh ta từ xa có thể đạt được 90% kết quả trong 1/10 từ 1/10 số thời gian. Nhờ vậy anh ta được tự do đi trực tiếp trên khắp đất nước và du lịch cùng gia đình 2 tuần 1 lần, 2 tuần 1 tháng. Chủ doanh nghiệp biết loại trừ những dự án và khách hàng ít mang lại lợi nhuận nhất, tìm kiếm nguồn lực hoàn toàn từ bên ngoài và du lịch khắp thế giới. Để thu thập những tài liệu quý giá trong khi làm việc từ xa, để xa trên trang web hoặc qua email để quảng bá sản phẩm của mình. Sinh viên với quyết định liều lĩnh tất cả những điều chẳng có nghĩa lý gì để thiết lập dịch vụ cho thuê video trên mạng và kiếm được 5.000 đô la trên một tháng từ những người say mê HDTV. Một dự án làm thêm chỉ tốn 2 giờ mỗi tuần cho phép anh ta làm việc toàn thời gian với công việc vận động viên, việc vận động bảo vệ động vật. Vô số lựa chọn nhưng mỗi con đường đều bắt đầu với bước đầu tiên thay thế các giả định. Để tham gia sự dịch chuyển này, bạn cần học một số thuật ngữ mới và dùng la bàn chỉ lại cho một thế giới khác. Chúng ta phải thay đổi hoàn toàn luật lệ, từ đảo ngược trách nhiệm đến vứt bỏ hoàn toàn khái niệm thành công. Vận động viên mới cho một trò chơi mới toàn cầu và không giới hạn. Tôi lên Italia nên nền văn minh có quá nhiều văn minh có quá nhiều luật lệ đặt ra cho tôi, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để viết lại nó. Như sao? Bill Cosby. Tiếng ồn ào chói tai im bặt khi anh ta quay người 360 độ trong không trung. Dale Beck Smith thực hiện cú lật người hoàn hảo, trượt lộn đầu theo hình chữ X và rồi được ghi tên vào sách kỷ lục khi anh ta trượt đến đích. Đó là ngày 16 tháng 2 năm 2006, và lúc đó anh ta đã đoạt huy chương vàng môn trượt tuyết tự do tại Thế vận hội mùa đông Turin. Không giống như các vận động viên chuyên nghiệp khác, sau thời khắc huy hoàng này, anh ta không bao giờ quay lại với công việc nhàm chán và không lối thoát, hay nhìn lại ngày hôm đó như đỉnh cao của niềm đam mê duy nhất trong đời. Anh ta chỉ mới 21 tuổi và lái một chiếc Lamborghini màu đen. Sinh ra ở Canada, Canada là chàng trai trưởng thành muộn. Đều tìm được việc tại một công ty công nghệ thông tin về Internet khi anh ta mới 13 tuổi. Thật may mắn anh ta có một người đồng nghiệp và là người thầy giàu kinh nghiệm hướng dẫn mình. Đó là cậu con đó là cậu anh trai 15 tuổi Jason. Công ty của họ được thành lập với mục đích hỗ trợ cho giấc mơ được đứng trên đỉnh vinh quang tại Thế vận hội.
Chỉ sau 2 năm, công ty đã trở thành một công ty lớn về thứ ba về công nghệ thông tin trên thế giới. Trong khi đồng đội của Dale đang tập luyện vất vả, ngoài giờ thì cậu ta lại bán rượu sake cho khách hàng ở Tokyo, không trong trong thế giới làm việc vất vả hơn chứ không cần thông minh hơn, bất chấp những kết quả bất chấp những kết quả cậu đạt được. Các huấn luyện viên của Dale cảm thấy cậu ta đang dành quá nhiều thời gian cho việc kinh doanh và không có thời gian cho việc luyện tập. Thay vì phải lựa chọn giữa công việc kinh doanh hay ước mơ của mình, Dale đã chọn cả hai, từ hoặc cái này hoặc cái kia thành cái này hoặc cái này và cái kia. Cậu không dành quá nhiều thời gian cho kinh doanh, cậu cậu ta là anh trai dành nhiều thời gian cho Canuck. Năm 2002 họ chuyển tới thủ đô trượt tuyết của thế giới, nước Úc. Ở đây đội hình nhỏ hơn, linh động hơn và được có huấn luyện viên huyền thoại dạy. Chỉ 3 năm sau, cậu ta được chấp nhận quốc tịch. Vượt qua mọi đồng đội cũ và trở thành người Úc thứ ba trong lịch sử đạt huân chương vàng tại Thế vận hội mùa đông. Ở vùng đất cô kangaroo và sóng biển, đều đã đi vào lịch sử ngành bưu điện. Thực sự là như vậy. Sau khi bộ tem tưởng nhớ Elvis Presley, bạn có thể thấy gương mặt đều ở những con tem của nước này. Danh vọng có những đặc quyền của nó và làm việc tìm kiếm cơ hội từ những thứ trước mắt bạn cũng vậy, luôn có những thứ lựa chọn cho bạn. Danh vọng có những đặc quyền của nó và việc tìm kiếm cơ hội từ những thứ trước mắt bạn cũng vậy, luôn có những lựa chọn cho bạn. New Caledonia, Nam Đại Tây Dương. Nếu bạn chấp nhận đứng thứ hai, bạn sẽ không bao giờ dẫn đầu. John Kennedy. Một người vẫn tin rằng có thêm một ít tiền nữa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc. Mục đích của họ là sống, mục đích của họ ngày càng tăng lên. Mỗi người mà 300.000 đô trong ngân hàng, 1 triệu đô trong danh mục đầu tư, 100.000 đô la mỗi năm thay vì 5.000 đô la. Mục đích của Junia có nghĩa là đơn giản hơn hơn nhiều. Chỉ cần cô trở về nguyên vẹn trong cùng với đầy đủ 3 đứa con và chồng như ngày đầu tiên, gia đình cô khởi động chuẩn bị cho chuyến đi. Cô cười ngả cả người trên ghế và tìm lại phía lối đi gần chỗ Mark, chồng cô đang ngủ. Cô nhẩm đếm như đã nhẩm đếm hàng nghìn lần, một một hai ba, đó là 3 đứa con của cô. Mọi chuyện đều tốt đẹp trong 12 giờ. Họ đã quay lại Paris an toàn, tuy nhiên đấy là giả, dụ rằng chuyến bay ở Califia đã đáp cánh an toàn. New California trong vùng khí hậu nhiệt đới của đảo san hô. New Caledonia là vùng đất của Pháp. Tại đây, Junior và Mark vừa bán chiếc du thuyền của họ, đi được hơn 24 km vòng quanh thế giới. Tất nhiên, họ cũng có kế hoạch bù lại phần đầu tư ban đầu. Chuyến đi kéo dài 15 tháng và những con sông với những chiếc thuyền là như thế này, băng ở thành phố Vilay để đến với bãi biển thổ dân Polynesia. Đã tiêu tốn của họ khoảng 18.000 đô la đến 19.000 đô la, còn rẻ hơn nhiều tiền thuê nhà và mua bánh mì ở Paris. Từ những con sông, những chiếc thuyền đáy bằng ở thành phố Vali đến những con bãi biển của thổ dân Polynesia. Phần lớn mọi người đều nghĩ đây là điều không thể. Tuy nhiên một lần nữa, mọi người lại không biết rằng mỗi năm có hơn 300.000 gia đình khởi hành từ Pháp để thực hiện những chuyến đi tương tự. Họ đã mơ ước để trở về mơ trở về chuyến đi này trong hơn 2 thập kỷ, bỏ lại đằng sau danh sách ngày càng dài những nhiệm vụ. Mỗi khoảng khắc trôi qua đều đem lại những lý do mới để trì hoãn nó. Mỗi ngày, Junia nhận thấy rằng nếu cô không thực hiện giấc mơ của mình ngay từ bây giờ, thì cô không bao giờ có cơ hội. Việc nghĩ bằng lý trí, dù có hợp lý hay không, chỉ cần là chỉ làm cho cô khó thuyết phục mình
rằng việc việc ra đi là hoàn toàn có thể. Sau một năm chuẩn bị và 30 ngày thử nghiệm cuộc sống nghiệm với chồng, cuối cùng họ đã bắt đầu chuyến đi trong có 102 ở trong đời. Ngay khi tàu vừa nhổ neo, Julia đã nhận thấy rằng những đứa trẻ không phải lý do để cô không đi du lịch hay mạo hiểm, mà ngược lại, chúng còn là lý do thích hợp.